Chiều nay tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã dự cuộc gặp mặt của lãnh đạo Quốc hội với các đại biểu Quốc hội khóa 15 là nhà khoa học. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá thời gian qua, các nhà khoa học nước nhà nói chung, các nhà khoa học là đại biểu Quốc hội nói riêng đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của đất nước, từng bước hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ. Chủ tịch Quốc hội cho biết tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội đang thảo luận và thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Các nhà khoa học, nhất là ở các trường đại học, viện nghiên cứu kỳ vọng đạo luật này khi được thông qua sẽ giúp thúc đẩy mạnh mẽ việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu do nhà nước đầu tư. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh với vai trò là cơ quan lập pháp, nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội là tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo phát triển. Quốc hội đồng thời có trách nhiệm xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát việc tổ chức thực thi để khoa học và công nghệ thực sự phát huy được vai trò là quốc sách hàng đầu của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các đại biểu Quốc hội là nhà khoa học trong thời gian tới tiếp tục có những đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của nước nhà. Những nghiên cứu luận giải kịp thời đối với các vấn đề như nghiên cứu tổng kết thực tiễn, bổ sung hoàn thiện lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghiên cứu làm rõ về việc phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị các nhà khoa học quan tâm đóng góp ý tưởng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khuyến khích tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà khoa học, trong đó có các nhà khoa học là đại biểu Quốc hội, phát huy tài năng, trí tuệ, đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ nước nhà. Hôm nay, ngày làm việc thứ 16 của Quốc hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, luật thanh tra sửa đổi và biểu quyết thông qua nghị quyết xây dựng chương trình luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình luật pháp lệnh năm 2022. Góp ý vào dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi, nhiều đại biểu đề nghị xây dựng các quy định về giá dịch vụ y tế, hệ thống y tế đào tạo và đãi ngộ cán bộ y tế, bảo đảm tính công bằng, chất lượng, hiệu quả. Một số ý kiến lưu ý đến chính sách tự chủ trong lĩnh vực y tế, cũng như việc thiếu hụt đội ngũ nhân viên y tế. Chính sách ưu đãi đặc thù cho cán bộ y tế vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, việc bố trí ngân sách cho phát triển y tế cơ sở, có chính sách đặc thù đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Phát biểu giải trình về vấn đề xã hội hóa, liên doanh, liên kết các bệnh viện công, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết vấn đề này cần phải có các giải pháp đột phá. Thảo luận về dự án luật thanh tra sửa đổi, đa số ý kiến tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật thanh tra, song cũng chỉ rõ dự thảo chưa có những thay đổi căn bản, đáp ứng được yêu cầu đổi mới và đáp ứng được yêu cầu của ngành thanh tra trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay. Nhiều ý kiến đề nghị giữ lại thanh tra cấp huyện theo mô hình 3 cấp như hiện nay. Về các hình thức thanh tra, đa số ý kiến tán thành với việc bỏ hình thức thanh tra thường xuyên vì lẫn lộn với hoạt động kiểm tra thường xuyên. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định để phân biệt giữa thanh tra khu vực nhà nước và thanh tra khu vực tư nhân, không áp dụng chung thủ tục. Các đại biểu cũng lưu ý về xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, giữa hoạt động thanh tra với kiểm tra, kiểm toán,